Em xin chào anh Thanh và chào các bạn khán giả. Thì cũng có một số câu hỏi của các bạn á, comment về trên kênh hỏi á. Sẵn đây mình có anh Thanh đấy á, mình hỏi anh Thanh luôn, trả lời dùm. Tức là khán giả hỏi bây giờ đó anh Thanh, là bây giờ mình cắt chuội giống như cái phôi này mà khán giả mua về á, khoảng bao lâu á rồi mình mới chơi được mai á? Phôi, chờ em coi phôi này. Phôi cắt chuội như thế này đúng không? Đúng rồi, chuỗi lũi như vậy nè. Không có miếng lá nào hết. Rồi khán giả hỏi là khoảng bao lâu mới chơi được? Nuôi á, nuôi khoảng bao lâu mới chơi được Tết có bông? Dạ, cái này thì cây mới bứng với ở vườn về. Thì mình về mình nuôi chăm sóc lại. Nếu mà cây nhỏ, cái dáng bonsai á thì khoảng 1 năm rưỡi là bông nó nhiều nó đẹp. Còn mấy cây tàn lớn là cũng khoảng 2 năm. Mới bông nó mới đẹp, mới nhiều. Chứ còn mà mấy tháng hay vài ba tháng thì cái tàn nó còn nhỏ lắm, bông nó thưa lắm. Với hai nó cây nó chưa có đủ sức nó nuôi bông. Như vậy là tối thiểu khoảng 1 năm rưỡi ha. Dạ đúng rồi, khoảng 1 năm rưỡi. Mua về khoảng 1 năm rưỡi nha các bạn. Bonsai thì 1 năm rưỡi. Cây lớn nha. Cây tàn lớn thì cả 2 năm. Rồi. Rồi tàn lớn khoảng 2 năm. Rồi tỷ lệ sống sao anh? Rồi câu thứ hai khán giả hỏi á, ví dụ như bây giờ người ta mua cũng còn phân vân á, còn tại vì chơi mà bỏ tiền ra. Người ta không còn phân vân, người ta hỏi anh á là bây giờ ví dụ như đảm bảo sống đồ hay là cách chăm sóc làm sao cho nó về sống tốt đó anh. Thì em cũng nói luôn là ví dụ cái cây mình mới đưa bứng ở vườn về. Dạ. Thì cái cách mình trồng, ví dụ như cây em bứng em bó bầu như vậy. Thì về khách mua về á thì sẽ cắt cái bầu này ra, khui đất cho nó ló đầu rễ ra khoảng 5 phân hoặc là 1 tấc. Rồi trồng sơ dừa với trộn với chấu cho nó xốp xốp á. Mà khi mà mình mới trồng thì mình hạn chế đừng có tưới nước. Nếu mà cho cây nó mạnh nhất thì mình để bầu đại như vậy nè, mình để trong cái bóng mát gầm gầm thôi. Khi mà nhìn vô cái thân cây thấy mà nó lú mục lên á, nó lú mục nó chuẩn bị đâm đọt đó. Thì lúc đó là ở dưới nó kéo nhựa ở dưới đầu rễ hết rồi, là cây nó mạnh rồi nên mình nó không có sợ nước nữa. Thì mình khui bầu ra mình trồng thì cái cây đó tỷ lệ sống là nó từ 90% trở lên. Còn cái cây ví dụ như mới bứng vườn về mà khui bầu trồng liền, cái thứ nhất là nếu mà cây nó suy yếu là do mình trồng liền với mình tưới nước vô nhiều quá thì cái nước nó rút vô đầu rễ nó sẽ bị úng rễ, là cây nó không có được mạnh. Là cái tỷ lệ nó sống thì nó hơi thấp hơn. Thì ra là vậy là mình coi cái mục ở phía trên có nó có đâm cái chồi chưa phải không anh? Có đâm chồi chưa? Mình có chồi lên thì mình khui cái bầu đất này ra. Mình mới đoán ở dưới là nó có rễ con rồi. Thì ra vậy. Trồng vô xong rồi, trồng vô chậu xong rồi thì mình mua cái loại kích thích rễ á, chẳng hạn như là nếp hoặc là N3M á, mình pha vô cái thùng mình tưới cho nó ướt xương qua một cái. Rồi mình để ngay chỗ cái bóng mát nào đó, rồi đừng có tưới nước vô nữa, khoảng 1 tuần lễ mình tưới kích thích rễ thêm lần nữa. Khi nào mà cái cây mà nó ra đọt, nó đâm đọt, nó ra lá khoảng 1 gang tay nào là lúc đó là bộ rễ ở dưới là rễ lồng nó mới ra. Đó, thì cây đó anh em tưới nước vô bình thường, ví dụ 2-3 ngày mình tưới 1 lần. Còn giai đoạn đầu mình mới trồng là mình chỉ tưới giữ ẩm thôi, qua xương nó qua một cái cho nó có độ ẩm thôi. Thì cây trồng cách đó thì em thấy nó rất là mạnh, tại vì em ở đây là em trồng theo cái cách của em như vậy đó. Thì em cũng đại diện cũng như là khán giả thì hỏi anh, thì nói chung là rất những cái kinh nghiệm này là rất quý báu nha các bạn, từ chia sẻ từ anh Thanh. Và câu hỏi giùm cô khán giả luôn, ví dụ như cái loại thuốc mà lúc nãy anh hỏi đó là ở tiệm phân bón bình thường có hay là sao? Tiệm nào mới có bán thuốc bảo vệ thực vật phân bón rồi đó anh. Tiệm bình thường có cái loại mà thuốc kích thích rễ. Thì mình mua cái loại đó về mình pha coi trong cái tỷ lệ người ta có hướng dẫn trong chai đó, mình pha theo trong cái hướng dẫn của người ta đó mình xài. Một tuần lấy anh em tưới 1 lần thuốc dưỡng rễ đó. Còn khi mà nó mới vừa cây mà nó chuẩn bị nó đâm đọt ra đó thì mình mua cái loại nó hay bị bò chỉ. Rồi khi mà nó có lá rồi đó thì nó bị sâu ăn lá, thì cái giai đoạn mà nó mới đâm mục á thì anh em mua cái loại mà thuốc xịt bò chỉ và anh em xịt ngừa xương nó một cái thì cây nó phúng đọt rất là mạnh mà lá nó xè ra đẹp nữa. Và nếu mà không xịt bò chỉ, không xịt sâu thì bị bò chỉ nó ăn thì cái đọt đó nó sẽ hơi. Vì vậy là rất cảm ơn anh Thanh. Và các bạn lưu ý là thuốc kích thích bồ rễ anh, thuốc kích thích. Các bạn mua cái loại mà thuốc kích thích rễ
tất cả các tiệm bảo vệ thực vật phân bón đều có hết phải không anh? Và một số cái kinh nghiệm chia sẻ quý báu từ anh Thanh, cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Rất cảm ơn và hẹn lại các bạn, cứ đặt câu hỏi nha, rồi mình sẽ hỏi anh Thanh nha các bạn.